Hello, xin chào cả nhà. Ái Hoa và chị Trinh lại trở lại với cái chương trình Sống lành mạnh. Sống lành mạnh. Sống khỏe trẻ đẹp. Dạ, sống khỏe trẻ đẹp. Mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Hoài Trinh, đến từ thành phố Cherry Hill, tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Mình là Ái Hoa ở Pennsylvania. Xin chào cả nhà. Mọi người thấy hai chị em đang ở ngoài vườn phải không? Đây là cái sân sau của nhà mình. Thì ở đây vì là miền Bắc cho nên mùa hè là cái mùa tuyệt vời. Mình phải ra ngoài thôi, bởi vì là nhiều tháng sống ở trong nhà cho nên mình thiếu cái chất vitamin D. Cho nên mình cần ra ngoài. Nhưng cái vấn nạn của mình khi ra ngoài thì em sợ cái gì? Sợ nắng nè, sợ mũi nè. Sợ nắng là sợ nhiều nhất, tại da em dễ ăn nắng lắm. Giờ có gì chị phải ngồi phía ngoài, em ngồi phía trong tại nắng. Khi mà em nói là da em dễ ăn nắng thì chị nghĩ với tất cả mọi người mà thôi. Người Á Đông của mình á, thì mình không có thích đen. Cho nên mình bảo vệ cái làn da để tránh bị nắng táp. Nhưng mà đối với người da trắng nha, mình nói thật là họ bị ung thư da rất là nhiều, bởi vì cái vấn đề xài cái sản phẩm như là không có săn sóc da khi ra ngoài nắng. Và đặc biệt là ở đây vườn thì mình không thấy có cái gì là quá sức, nhưng mà khi mình ra ngoài biển, các anh chị thấy là cái nắng nó sẽ cháy da của mình. Và nếu như mà mình phơi da mà không có cái loại để bảo vệ da thì sau này có tác hại rất là nặng đến cái da của mình. Thì hôm nay hai chị em mình nói vấn đề hai chị em mình đi. Thứ nhất, mình không thích đen. Em có thích đen không? Em không thích đen đâu. Da em ngâm rồi cho nên em sợ đen lắm. Da chị cũng không trắng, đúng không? Da mình cũng không phải là trắng, nhưng mà ít nhất mình có cái làn da mịn màng. Và mình phải bảo vệ cái làn da mịn màng của mình bằng cách là mình dùng cái chất chống nắng mà có hiệu quả. Bởi vì trước khi mà chị biết đến cái sản phẩm chống nắng này thì chị xài rất là nhiều loại ngoài kia. Có những loại cũng work lắm, có nhiều loại có hiệu quả em. Nhưng mà cho dù có hiệu quả đi nữa, cái mà chị không thích, đố em biết cái gì chị không thích? Em nghĩ là những cái kem, tại vì em cũng dùng nhiều cái loại kem chống nắng khác nhau, là vì em sợ đen lắm cho nên đó, em cũng mua nhiều loại khác nhau. Mà những cái loại kem chống nắng mà em xài hồi xưa đó, là mỗi lần em bôi vô em thấy nó bóng lưỡng mặt em. Da mà thì da dầu rồi mà bôi bóng nữa là càng sợ. Cho nên mỗi lần bôi lên mình thấy cái mặt mình sao á, nó không có tự tin chút nào hết. Chính xác, đó là cái mình không thích. Cho dù nó đạt đến cái hiệu quả là mình thấy nó block được cái ánh nắng cho mình, nhưng mà trở lại nữa thì nó lại bị cái chất crispy, mình gọi là crispy, nó nhớt bóng lên, tự nhiên cái người mình nó bóng lưỡng à. Ok, thì đối với cái một cái loại mình muốn chia sẻ với mọi người, đây là một cái loại rất là tốt. Như mình xài, mình biết là mình không hề, như là mình đi Hawaii nè, chị mới vừa đi du thuyền phải không, chị đi cruise mà về người ta không biết mình đi du thuyền, mặc dù là mình du thuyền nhưng là mình phơi nắng nè, mình đi ra những cái đảo mình chơi nè, mình tắm biển nè, thì tại sao cái da mình nó không bị nám cháy mà cái da mình còn rất là mịn màng? Mà khi mà mình xài như vậy đó thì cái người của mình rất là tự nhiên, nó không có bị ôi tùm lum hết, đúng không? Mình vẫn đẹp, dùng make up lên thì nó cũng không có vấn đề mà ôi lên cái mặt của mình. Thì em có thể chia sẻ cho mọi người bật mí lên. Đây đó là hiện tại Ái Hoa đang dùng đấy các anh chị, đây là cái sunscreen SPF 50. Thì nói chung là 35 hoặc 50 vẫn sử dụng được, nhưng mà tại vì nhiều lúc mình đi biển hoặc là những ra cái thời tiết mà rất là nắng nóng oi bức ấy, thì hoặc là như thời tiết của Việt Nam ấy, thì rất là cần cái 50 này. Mình nghĩ là mình sử dụng cái này, tại thứ nhất là mình bảo vệ da mình không có sợ cái ánh nắng nó ăn pháp vào cái da mình. Ai có thể sử dụng được em? Thì cái này em nghĩ ai cũng sử dụng được hết, tại vì chính em là đang sử dụng mà em cũng sử dụng cho hai đứa nhỏ nhà em. Cháu của mình là đi biển hàng năm và em của mình lúc nào cũng xài cho ba đứa con. Và đặc biệt ba đứa con về da vẫn tươi mát, vẫn mịn màng chứ không có bị khô, bị cháy. Mà khi khởi nghiệp lắm, mấy đứa nhỏ nó cháy mà mình thấy cái da của nó tróc cái da ra, em có thấy cái đó không? Dạ đúng rồi, dạ. Đi biển mà thường nóng quá nó lột da trên vai mình đó quý anh chị. Thì khi mà Ái Hoa bôi cái này lên thì không còn bị cái gió nữa. Thì đó là cái cách bảo vệ da của mình. Chị nhớ hồi nhỏ đó, làm sao mình có những cái thứ này. Khi mà đi biển về là y như là coi như là hai cái bả vai của mình nè, ở đây nó bị cái da lột tại vì hai mặt ông da. Nhưng mà em biết lúc đó mình chưa có cái khái niệm về da, mình chưa có cái hiểu biết về vấn đề da, cho nên rất là phát hại về sau này. Dạ, cái trường hợp mà khi mà nắng quá nó dễ bị ung thư da, nó bị chuyện. Còn phụ nữ thì sao? Nếu mà cái da, cái mặt của mình bơ ra ngoài thì em nghĩ mình sẽ bị gì? Tất nhiên là nó sẽ bị nám mặt rồi. Chính xác là nám. Cho nên về mùa hè thì mình rất là cần phải dùng, mỗi lúc mỗi nơi khi mà mình bước chân ra khỏi nhà là mình đã dùng. Yes. Bởi vì cái loại sản phẩm này dùng là cho face and body, có nghĩa là từ cái da mặt mình cho tới cả cái toàn thân của mình. Cho nên á, cái này là mình xài cho con mình lúc còn nhỏ, mà bây giờ mình già mình vẫn xài, có nghĩa là xài cho mọi lứa tuổi.
miễn sao người đó quan tâm, miễn sao người đó muốn đẹp, miễn sao người đó bị an toàn về sức khỏe là tất cả đều xài được hết. Trời ơi, mũi chị Trinh ơi. Ô, mình không những mũi mà chị thấy mấy cái con, mấy cái con bù mắt đúng đây nè các anh chị, một loại tuyệt vời. Sẵn đây mình cho em miếng luôn. Sẵn đây mình cũng xin chia sẻ với mọi người. Yeah. Đây cái loại là bao bao butter. Tại sao là bao bao butter? Thì đây nó cái dạng là dạng lotion nhưng mà nó dày hơn em, như là cái dạng butter vậy đó. Cái dạng nếu như mình nói sao cho đúng ta. Cái dạng kem nó dày hơn cái dạng kem của mình ha. Thì các anh chị biết khi mà cái này là dưỡng da thôi, nhưng mà đặc biệt ở đây khi mà mình ra vườn đó, hay là mình đi đâu mà nếu như mà mình ngại bị những cái con muỗi nó bu lấy mình, hoặc là những cái con bù mắt nó chạy vòng đó, thấy không, mình ngồi ngoài này đã bị rồi, khi mà mình bôi lên thì nó không có đến gần mình nữa. Thứ nhất nó không đến gần, mà thứ hai nó giữ cho cái da của mình nó mềm, bởi vì nói chung về da là mềm mại. Như em được biết đó, nhà em cũng đang sử dụng cái loại này hết, thì cái này là hai đứa nhỏ mình vẫn dùng, tại mùa hè nó hay chạy ra vườn lắm, thì em bôi từ đầu đến chân luôn. Có một bữa em quên bôi cái bàn chân đó, thì tự nhiên từ đầu đến chân nó không cắm, cái mũi nó cắm dưới cái bàn chân đó. Cho nên á, cái sản phẩm này á, mình là giống như body gel mà không phải cho khi mình ra ngoài đường, mà mình có thể dùng sau khi tắm là mình dùng cái whole body của mình, nguyên cả cái cơ thể của mình. Tại vì á, những cái sản phẩm lotion thường á, nó chỉ lát lon trong cái body mình khoảng 1 đến 2 tiếng. Nhưng cái sản phẩm này, cái đặc biệt của nó là nó giữ ẩm được cái làn da mình 24 tiếng quý anh chị. Rất là tuyệt vời. Phải chị đứng lên đâu, tại chị đứng lên chị muốn coi mấy con muỗi nó sợ mình cỡ nào, nó bay đi tới đâu. Hồi nãy trước khi tụi chị em mình xức lên á, thì là muỗi nó bay vo ve xung quanh. Bây giờ thì mình thấy gần như là ruồi nó cũng bay xa, con gì nó cũng bay xa. Đây là một trong những cái mẹo nhé. Không phải là bởi vì cái loại dưỡng da này rất là tốt. Đây là một cái loại lấy từ cái trái đó, cái cây ở châu Phi. Bởi vì châu Phi là thường là sa mạc, thì nó giữ cái chất ẩm, chất nước rất là tốt. Họ dùng cái chất đó, những cái tinh chất đó, và họ làm thành cái loại dưỡng da cho mình đây. Nhưng mà mình lại dùng cái đó không những là dưỡng da mà để chống muỗi. Khi mình lên ai mà đi Việt Nam hoặc là đi khem trên núi, đừng quên đem cái này nha, tuyệt vời lắm chị. Xài rồi mới biết. Còn một điều nữa, lỡ như mà mình lại không sức nó lên mà bị con muỗi, con này con kia nó chích, em có biết cái này nó như thế nào nữa không? Nếu mà lỡ chích rồi mình bôi đến sau nó cũng có hiệu quả nữa. Nó heal rất là nhanh. Heal rất tuyệt nhanh. Lắm. Nhanh. Tuyệt vời lắm. Nhanh. Rất là nhanh. Mình để nó lên đi thì cái chỗ đó nó sẽ lặn xuống nhanh hơn bình thường. Có nghĩa là mình không xài trước thì mình phải xài sau thôi ha. Thì đó là cái mà mình rất là thích cái loại này, nó gọi là bao bao butter. Nhưng mà cho chị hỏi nữa, bây giờ mình đã dưỡng da rồi, mình đã chống hết mũi rồi, nhưng mà chị hỏi lỡ bây giờ mình đi biển, mình không có xài chống nắng đúng, hoặc là những cái loại khác nó bị cháy da, hoặc là em bị cái con này con kia nó cắn ngứa, em có cái loại nào khác nữa hay không để em giải quyết vấn đề này? Nói chung là mình đã có hai cái sản phẩm để bảo vệ. Thứ nhất là chống nắng, phải đi ra đường phải always bôi cái kem chống nắng để mà bảo vệ làn da. Còn khi mà mình ra mình muốn da mình giữ ẩm thì mình dùng cái bao bát bơ đều để nó giữ ẩm và nó chống những con insect ở ngoài nó cắn mình. Thì có khi mình vô tình mình quên, lỡ quên hả mình đi đâu mình lỡ nắng, mình lỡ quên mình bị bỏng cái da mình, thì mình có thể mình có một cái loại sản phẩm khác gọi là enhancer. Mình có thể là nó, cái này là cái dạng cây nha đam đúng không chị ha. Cây nha đam nó quyển chị nó rất là mát. Khi mà lỡ mà anh chị em nào mà quên bôi kem chống nắng đó, khi mình đi biển về đó, thì mình có thể dùng cái cây nha, cái ống này là cái gọi là enhancer, là cây nha đam đó, mình có thể thoa lên cái mặt mình dưỡng mặt mình trong vòng 10-15 phút sau là mình sẽ thấy cái da mình nó dịu xuống liền, nó sẽ không có bị bong tróc da mình nữa. Và trong trường hợp là em biết khi mình bị gãi ngứa đó, mình ngứa đó, chị xức cái này nó lên là 5-10 phút sau cái cho nó dịu lại. Thì bởi vì ai cũng biết là cây nha đam rồi, ai cũng biết cây nha đam, Việt Nam mình ai cũng biết hết. Thì cái công hiệu của nó là gì? Thì đây chính là cái công hiệu của cây nha đam. Mà thay vì làm sao mình kiếm được cái cây nha đam đúng không? Chị cũng có cái trồng cây nha đam. Nhưng mà khi chị ở trong bếp thì chị bị phỏng, hay là chị đi đâu làm sao chị bưng nguyên cái chậu nha đam của chị theo được đúng không? Chị chỉ mang theo cái này thôi, là chị biết mình đã có vũ khí bảo vệ mình rồi. Cái này always có trong bếp nhà mình ha. Kia chiên đồ bỏ vô mình đang ướt, trời ơi thả vô cái nó văng lên đầy mặt hết á. Ủa có cái chụp cái này always ở bếp, cho nên mình làm rất là nhanh, mình bỏ lên cái tay mình thoa hết cái mặt mình luôn, nó dịu liền quý anh chị, nó không có bị da mình không bị vấn đề gì hết trơn, rất là tuyệt vời luôn. Cho nên đây là những cái sản phẩm mà rất là cần thiết ở trong bếp nhà mình hết, và đặc biệt nữa là trong các tiệm nail hả anh chị em mình hay quá chân mày phải không,
thì đây là cũng là cái sản phẩm có thể giúp các chị làm cho những người nào có làn da bị nhạy cảm, bị bỏng thì nó hồi phục rất là nhanh khi mà mình áp dụng cái này lên sau khi lỡ bị bỏng. Yes, bởi vì nó đã xảy ra rất là nhiều lần với mình. Đó là lý do tại sao Ái Hoa có nói là hãy để ngay cái bếp của mình. Bởi vì nếu như mà mình phỏng, phỏng nó có nhiều lý do phỏng lắm, không phải là cái dầu nó văng lên em không đâu, dầu, cái mà cái tay của mình á, lỡ mà mình vịn vô đây nè, mình đã bị mấy lần rồi, là đụng vô trong cái lò nó đang nóng, nó cũng bị là sao chụp lấy liền, trong vòng khoảng chừng 5 giây là chị đã có đồ rồi, chị lấy xuống chị thoa liền ngay lúc đó. Mình thứ nhất là nó sẽ làm mát lại cái chỗ đó, cái thứ hai là mình sẽ không thấy cái da đó nó bồng lên cái nước, và cái thứ ba sau khi nó ra rồi thì cái da mình không có bị sẹo để lại. Thì đúng rồi chị. À, hôm trước là nói chị nói là ngoài cái bỏng dầu văng đó, hôm trước em mới nhớ là cái nồi thịt lớn đó, khi em nấu mà cái tay em đụng qua đó nó bị ngay cái chỗ dưới cái này, em đã chia sẻ nhiều lần rồi nhưng không em nhắc lại, nó bị dưới cái chỗ này mà nó em không thể mang được cái dây này, tại vì nếu nó tụt xuống nó đụng em sẽ chỉ sợ nó thầy cái da ở đây, cho nên em phải tháo cái dây này ra mà em bôi cái đó lên. Em thấy tự nhiên ngày hôm sau em nhìn lại em không có dấu gì hết trơn ở đây hết, và không có dấu thẹo luôn. Thường thường mà khi mà cái nồi bị nóng và cái tay mình in vào đó là nó thấy nguyên cái đường lành giống cái bàn ủi mình nó chạy ngang vậy đó, thì cái này rất là tuyệt vời, bây giờ em không thấy dấu nữa. Yes, cảm ơn em. À, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là mình đã ngăn chặn kịp thời, mình làm cho cái da mà nó đỡ bị nóng là một. Cái thứ hai mình dùng cái sản phẩm nó có hiệu quả, nó thẩm thấu cho mình, cho nên ngay cái chỗ cái da nó tái tạo lại, nó lành lại cho mình trong một cái thời gian gọi là sớm nhất. Bởi vì đối với chị từng mấy chục năm nay chị chưa có cái sản phẩm nào mà nó cuốn chị lạ như vậy hết, cho nên ngày xưa mình rất là ghét vô trong bếp, bởi vì mình rất là sợ cái dầu cái nóng nó đụng vô tay vô chân mình. Nhưng mà bây giờ mình đã có cái những cái thứ sản phẩm để giúp mình lỡ mình có bị như vậy, thì đây ba sản phẩm rất là cần thiết, rất là nhất là trong mùa hè nha. Thứ nhất là mình loại chống nắng, thứ hai chống côn trùng, thứ ba là chống phỏng. Ok, thì chống nắng, chống côn trùng, chống phỏng, đây là phòng chống chữa chống. Phòng chống chữa chống, chữa chống. Ok, thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái clip của hai chị em. Và mọi người lưu ý là thực ra hai chị em không phải là làm quảng cáo, mà đây là những sản phẩm hai chị em đang dùng và sử dụng và muốn chia sẻ đến chương trình để mọi người được biết những cái dòng sản phẩm này cần cho mình những lúc nào để mình có thể tìm hiểu để sở hữu nó để sử dụng cho gia đình mình và bản thân mình. Em, và nếu như có các bạn của mình hỏi bằng cách nào để có những sản phẩm này thì em làm sao? Mình hai chị em có thể hỗ trợ quý anh chị mua trực tiếp tại công ty để được mua giá rẻ, mình không có bán hàng. Và một điều mình xin nhắc nhở lại nha, tránh trường hợp trên Amazon, bởi vì mình không biết cái hàng đó từ đâu ra, hàng đã cũ hay mới, và ai là người chịu trách nhiệm cho cái hàng. Thứ nhất là mình mua được trực tiếp vào trong công ty thì nó đã có sự bảo hành của anh chị. Nếu mà cái sản phẩm, thứ nhất là mình mua được cái sản phẩm chất lượng, mình mua ngoài kia mình không biết được những cái hàng tồn kho, hàng hết hạn hoặc là hàng giả thì mình không có thể bảo đảm để mà dùng cho có hiệu quả, thì tốt nhất là mình nên mua trực tiếp tại công ty, nên không phải mua qua ai hết. Cảm ơn nha, hãy mua trực tiếp từ công ty để được một cái giá của công ty và cái sự bảo hành của công ty, và thứ nhất là bảo vệ mình rất là quan trọng. Thì nếu mà anh chị có ai đó mà ở gần mình mà họ xài cái này họ chia sẻ thì nhớ hỏi thăm họ để mua, hoặc có thể là liên hệ Ái Hoa với chị Trinh tư vấn cho anh chị được mua trực tiếp ở công ty, được mua giá rẻ và được mua sản phẩm có chất lượng. Và cảm ơn chị em chị đã theo dõi hai chị em ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Mình xin chào mọi người nha. Bye bye.